Cái này là chậu sen đá, mình kết hợp hai màu, màu xanh mà nó cũng hơi ửng ửng hồng nè. Cái này á là màu cam, mà chính giữa nó là màu hơi cam cam, thì xung quanh nó là màu hơi đỏ, cam cam mà cam đỏ các bạn. Mình kết hợp mà trồng hai màu vô trong cái chậu này và mình trang trí rất là đẹp. Hello, mình chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình có hai màu sen đá, hai loại sen đá này các bạn. Thì loại này là loại màu xanh, mình không biết kêu nó là tên sen đá này là gì, nhưng mà nó là màu xanh, nhưng mà để ngoài nắng thì nó cũng hơi ửng ửng hồng nè, mấy cái con của nó nè ở ngoài nắng nè thì nó hơi ửng ửng hồng, nhưng mà lên cái cây bự rồi á thì nó màu xanh, nó không có màu hồng. Đó, mình có hai cái chậu này nè, hai chậu. Rồi mình có thêm một cái loại sen đá này thì mình gọi nó là sen đá lửa, tên khác thì mình tên gì thì mình không biết, mình đặt á, mình tự đặt á nha các bạn. Thì cái sen đá này á, nó lên nó cũng đẹp lắm, nó nhiều, nó nứt ra nhiều con, nó cũng rất là đẹp luôn á các bạn nè. Mà nếu mà nó lên cao quá thì mình cắt mấy cây cao đi, rồi mình còn cái cây con nó phúng phúng lên, nó lên màu quá rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ trồng vô cái chậu bự này, mình kết hợp hai màu sen đá, màu 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 này màu xanh, thì màu này là hơi là cam cam hồng á, cam cam hồng á, mà hơi đỏ đỏ các bạn. Đó, mình sẽ trồng vô cái chậu bự này. Thì rồi bây giờ mình pha đất vô mình trồng nha các bạn. Thì cái sen đá này á, nó hay lên cái cọng dài lắm, thì mình sẽ cắt cái cọng dài ra, mình trồng mấy cây con lên thôi ha. Cái xốp này á, cho đất nó thông, nó thông á các bạn. Rồi bây giờ mình cho đất vô chậu ha. Chậu này thì nó bự các bạn, nó sâu quá, mình sẽ trộn thêm nữa. Rồi mình đã trộn xong đất rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cắt hai cái nhánh sen lớn này, tại vì nó dài quá, nó nghêu ngao quá, nó hay làm gãy á các bạn, cho nên mình cắt để mình cho mấy cái cây con này nè, mình trồng mấy cây con này cho nó lên. Đó, mình cắt để mình trồng cây khác, mình chỉ cần mấy cây con này thôi. Thì cái nhánh này nó còn nhỏ thôi, mình để lại, và cái này mình cũng cắt đi nè. Thì cái cây cái còn cái chậu sen đá lửa này á, thì mình không cần cắt, nó không có dài lắm cho nên mình để luôn cho nó đẹp. Còn cái này á, thì tại nó cao quá, nó nghêu ngao, nó hay ngã đó, nên mình phải cắt đi. Bây giờ
giờ mình sẽ bỏ cái này ra trước để mình trồng ha. Cái chậu này thì nó bể hết trơn rồi, cho nên mình sang vô mình trồng trong cái chậu lớn này. Trang trí cho nó đẹp là gì rồi các bạn. Cái sen đá này mình ít tưới lắm, mình thấy không các bạn, để cho nó khô luôn nè. Bây giờ mình bớt bỏ bớt cái đất cũ đi. Sen đá này nó dễ sống lắm, nó khô nó cũng sống. Mấy cái chậu mình nó bể hết trơn à. Mình cũng bóp bỏ bớt cái đất cũ nó nha các bạn. Lên mấy cái con này lên cao á là nó đẹp á. Này giống như cái chậu sen đá lửa này cũng vậy nè, lúc trước đó nó cũng mình cũng cắt đi hết rồi đó, để có hai nhánh thôi, bây giờ nó lên cái con lên nhìn đẹp quá chừng. Thank you.
đây mình có đá này nè các bạn, đá này là đá màu màu hơi đỏ đỏ này, đá này đá đất nè, mình sẽ bỏ đá này lên mình trang trí ha, cho đẹp cái chậu ha. Cái chậu bự thì mình trang trí cái đá này nó bự. Bye bye.